bí ẩn của bầu trời. Bầu trời về đêm thật đẹp biết bao. Những đốm sáng bé xíu lấp lánh trên cao kia, rốt cuộc là gì vậy nhỉ? Đó là những thiên thể có khả năng tự phát sáng hoặc phản xạ ánh sáng trong vũ trụ. Đa phần trong số đó là các ngôi sao. Các ngôi sao là một phần của vũ trụ. Trên thực tế, cả mặt trăng, mặt trời và trái đất của chúng ta đều là một phần của vũ trụ bao la này. Trái đất, mặt trăng, mặt trời. Các ngôi sao có hình dạng như thế nào nhỉ? Thông thường chúng ta hay gọi các hành tinh trong hệ mặt trời là sao. Trên thực tế, trong hệ mặt trời chỉ có một ngôi sao duy nhất là mặt trời. Còn về phần hình dạng, các ngôi sao và các hành tinh nữa đều có hình tròn. Chúng ta thích vẽ ngôi sao thành hình như thế này này. Đó là bởi vì các ngôi sao luôn tỏa ra ánh sáng chiếu về nhiều hướng. Thế tại sao các ngôi sao lại nhấp nháy nhỉ? Đó là vì trái đất mà chúng ta đang sống được bao bọc bởi khí quyển. Ánh sáng chiếu ra từ các ngôi sao cần đi qua khí quyển rồi mới đến mắt của chúng ta. Khí quyển rất dày. Không khí lại liên tục chuyển động không ngừng nghỉ. Do đó, ánh sáng sao trong quá trình đi qua khí quyển sẽ khúc xạ rất nhiều lần. Thứ tự, khi tới được mắt chúng ta bị đảo lộn khiến chúng ta nhìn thấy những ngôi sao nhấp nháy đấy. Thế tại sao chỉ vào buổi tối chúng ta mới nhìn thấy những ngôi sao nhỉ? Thế nào ban ngày các ngôi sao đều đi ngủ hết ư? Thực ra các ngôi sao vẫn luôn ở trên trời. Lúc ban ngày do ánh sáng của mặt trời chiếu rọi, che lấp hết ánh sáng từ các ngôi sao cho nên chúng ta mới không thể nhìn thấy nó thôi. Các ngôi sao có màu gì vậy nhỉ? Màu vàng, màu đỏ hay là màu trắng bạc? Trên thực tế, các ngôi sao có rất nhiều màu sắc khác nhau. Màu sắc của mỗi ngôi sao được quyết định bởi thành phần cấu tạo và nhiệt độ bề mặt của chúng. Ví dụ, màu đỏ đậm, màu trắng vàng, màu đỏ hồng, có ngôi sao màu trắng, màu vàng rêu hoặc màu xanh nhạt. Ồ, thế các ngôi sao lớn đến cỡ nào nhỉ? Wow, ngôi sao to quá! Trên thực tế, các ngôi sao đều rất lớn, có những ngôi sao còn lớn hơn mặt trời rất nhiều lần. Chỉ vì cách chúng ta quá xa, cho nên các ngôi sao mà chúng ta nhìn thấy mới nhỏ xíu như vậy. Nếu quan sát bằng kính thiên văn, chúng ta có thể nhìn thấy được rõ nhiều hơn. Thế trên trời có nhiều sao quá, liệu có đếm hết không nhỉ? Theo tính toán của một số nhà khoa học, chúng ta có thể nhìn thấy 2.000 đến 2.500 ngôi sao bằng mắt thường. Nếu quan sát bằng kính thiên văn, sẽ nhìn thấy nhiều ngôi sao hơn. Các ngôi sao luôn ở yên một chỗ không di chuyển ư? Thực ra các ngôi sao vẫn luôn chuyển động đấy. Chúng ta cảm thấy các ngôi sao dường như đứng yên là bởi vì các bạn cách chúng ta quá xa mà thôi. Bé sao ơi, nhà của bé ở đâu thế nhỉ? Bé có phải là con của mặt trời và mặt trăng không? Nhà của các ngôi sao chính là vũ trụ bao la. Ở đó có hàng ngàn sa số các ngôi sao. Các ngôi sao đều cách mặt trời và mặt trăng rất xa, cho nên mặt trời và mặt trăng không phải là cha mẹ của bé sao đâu. Các ngôi sao có thể sống được bao lâu nhỉ? Các ngôi sao có tuổi thọ rất dài lâu, so với con người thì nhiều hơn không biết bao nhiêu lần mà kể. Ngay từ khi mới chào đời, các ngôi sao đã bắt đầu tự đốt cháy mình để tỏa ra ánh sáng và nhiệt. Ngôi sao nào không còn gì để đốt nữa thì sinh mệnh của ngôi sao ấy coi như đã kết thúc. Nhìn kìa, sao băng đấy. Sao băng có phải là những ngôi sao từ trên trời rơi xuống không nhỉ? Các ngôi sao trên trời đều rất lớn. Nếu thực sự có một ngôi sao nào đó rơi xuống trái đất thì trái đất chắc sẽ không còn tồn tại đến nữa. Thực ra, sao băng chính là những viên thiên thạch trong vũ trụ, kích thước thường khá nhỏ, có viên chỉ bằng móng tay người mà thôi. Những viên thiên thạch ấy bay qua bay lại trong vũ trụ, khi đi ngang qua trái đất thì bị lực hút của trái đất hút lại gần, sau đó đi vào trong bầu khí quyển của trái đất. Do tốc độ của những viên thiên thạch này rất nhanh, cho nên khi tiếp xúc với không khí trong khí quyển sẽ phát sáng và tỏa nhiệt. Đây chính là hiện tượng sao băng mà chúng ta thường thấy đấy. Các ngôi sao cách chúng ta có xa lắm không? Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất, ở gần trái đất nhất. Khoảng cách trung bình từ mặt trăng tới trái đất là 380.000 km. Các hành tinh khác đều cách chúng ta rất xa. Liệu có người ngoài hành tinh không nhỉ? Có lẽ là có đấy. Chờ sau khi lớn lên các bạn nhỏ tự đi tìm nhé. Chúng ta hoàn toàn có thể ra ngoài vũ trụ đúng không? Đúng vậy, ngày nay loài người chúng ta đã có thể ra ngoài vũ trụ, thậm chí còn đặt chân lên mặt trăng nữa. Tin rằng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ còn tới được những nơi khác xa hơn trong vũ trụ. 8 hành tinh trong hệ mặt trời. Trái đất mà chúng ta đang sinh sống thuộc hệ mặt trời. Mặt trời là một phần của dải ngân hà. Bên ngoài dải ngân hà lại có vô số các thiên hà khác. Vũ trụ quả thực là bao la vô cùng tận. Đây là trái đất của chúng ta. Sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương, sao Kim và sao Thủy. Còn đây là mặt trời. Bản đồ các chòm sao. Người ta chia các chòm sao trên bầu trời ra thành 88 chòm sao. Thời xưa, con người thường dùng các chòm sao để phân biệt phương hướng. Trong số đó, các chòm sao nổi tiếng nhất phải kể đến sao Tiểu Hùng. Các vì sao lấp lánh, lấp lánh.